bà cứ khăng lách bà bây giờ chom tao anh đi plau chết ra rồi vì bà dùng che đầu pi cái chu plau thay cho nhom bình vừa nói thôi mà cái này đi chết đó plau chua ra rồi vì mình chết đó bà chết đó plau chua ra rồi vì riêng nó premium bà còng bay pet đấy anh này bà chua tức đây này sao ok cho hai bà con à lo riêng mà mưa cô yun này bình mà long bà đi bà cứ à cô yun đi bà cứ đặt sẵn tiền thêm long là premium bà đi đặt sẵn tiền thêm long bà hay dương ở trên đăng thà mà cha cô yon là thấy chăm thấy chết được mọi người cô yon là các bà cô yon ở đây ấy bà đi bà phố đó bà cứ cô yon à đi miền mạ từ lấy thong đấy bà từ lấy thong đấy mệt đấy bà miền mạ từ lấy thong à này bà phố nói mình này ở chùa này tôi đặt chẳng ngang pang thằng non nữa bà chẳng bà phố này pra hạ cô yon bà phố mới cho nó bà phố đấy bà phố dương mà bây giờ mất bà mặn than là tam sọc tam sẹ tam phum cho nó bớt đi na này thế bà thọ pu cái đây bà bản đất bảy cái đây phnom sọc cái đây tập vong xoay so bảy lấy cô làm mít cái đây bà bưng thì côn cái đây na bà bôn na cô prong bị giật ở bàn pu bà chỉ biết xe này ca đặt anh chăng ạ bà ní à riêng cái đất cô yun on miền phương á chỉ pa nhà ha miền tây na bà bôn á bà chăng chỉ pa nhà ha na bà bôn á bà phải chia bớt rốt bà luôn sơn nôm po giang tràn là tôi miền tây mà sầm rạp bà bôn ba ôi bong bong dương ba meta chui ba thưa ở đây nhỉ đi nay non từ đó bong ôn là chiêu rốt ba chiêu xe điện để para hà cô yến nó cứ ôi meta đặt phương phong ba meta chui đặt phương phong đấy ba meta chui đặt phương phong đồng bay chiêu viên này cả cô thạm xin xin từ đó bong ôn dương này thưa đồng nơ ba dương khơi thà ca dịch ca lòng mô đi dương khơi thà dục bị sa cái đôi chia cái la co là bỏ đi chợ xây này mất các bạn bắt bong chỉ vứt đời xa ta à cô yun còn ta ni cứ chia cả này mũi để cô ta bỏ ôn là bị chia xe gần để para cô yun cô ta bà meta châu rùm bà lý nga bà nơi na bà cứ nấu khang chết plau ở đây ní bà bốn bà chết plau châu ra sập phi dướng á plau tụ pai na bà bốn á bà plau tụ pai pai bong bong na chia mà cha cô yun bằng ở trang phê vậy đây bà ở đại trang cho vợ này việc lừa bom mà cha cô nhớ là nhóm xong su ban tịnh tịnh bán đấy không bom cha cô nhớ này bỏ mình ấy thế không nhưng giờ xong xong tích tao này xong xong với ăn miên pành hai thế bộ ấy ở trong xong chỉ biết su phong bong bong phơi đầm na pina tận na bên không bị bòi pet the swai bên nào bằng đó hay bong điện nào na bên đầu nông bạn ở nông bạn dương nữa bà điện nông bạn bà điện đầy lô nông bạn nữa hay bong nè đâu mà chụp ảnh cho nhầm mấy nà kì đúng nà kì bà phải chụp fan mặc nhầm được cái chuyện điện score này chẳng bong thưa đầm nà pi poi pet đầm mày nhỉ pi poi pet tàu nè hay cả này nướng miên miên kro thạ đo bong ôn dương thế mà sạch nhiệt bò dương miên đấy rau bò quân tây giá bà rau tít tui hay lan nướng giống mày đây là cột màu nướng bò cất sờ vâng cái kịch lan kế mà bộ nhom dường á kịch kế nó mà bộ cất sờ vâng à cần dây trăng trăng này cất thang cất sờ vâng chưa nghe kịch lan kế phong bà hay ở miền bắc pi đời dục chụp đấy nè bà là buồn tịch tui nhất nè bà chưa nghe nó ngay bong à cạn đây ní dừng khơi tha rút chân bàn pa bà có cút cô dân bong bị còi hay bong à miền ọt ban à nít thong cái bòi tẩm chó được cái tròn dù hay tròn dù hay đạn muộn thế đó đạn muộn thế ra giờ ấy đại chia ra nhà bà à nít dương lực coi dương rốt đi rồi đã đâu bong chẳng à đi chả chả đâu bong rồi hay dương ni tàu đầm bay để xa chụp vứt mình đi thà ca na thì gì bà khi ông nâng ai thằng gặp bắt đầu cả này đứng về chân bên của vận tải dương cho dây thà bảo sân ai chỉ dương ní cột làn cho bọn niệm một tô vị trí lươn mố chúng cá nghe thà niệm một tô bảo sân ai chúng cá kịch mô vụt mố dương ăn miên đây chia sẻ nhà chứ các bạn đó và ngày coi dương đã tô và chi viên ban nghe thà ca cột thạ ăn miên đây ca bị ca khôi pe với ly và tí mũi khôi pe với ly hơi tí pi mà cứ khôi tập sầm bắt dương on lôi cả thiện và bà đà ra bà cô yon khlam mần khwal và đần trai thông bà
បាទបោះត្រានៅណាបងគឺនៅជិតផ្លូវចូលនេះបងប្អូនយើងបងនេះភូមិសូរិយាថ្មីហ៎បាទនេះបានឃ្លៀបានច្បាស់មែនទែនបាទគឺភូមិសូរិយាថ្មីនេះឃុំអីគេអូបាទភូមិសូរិយាថ្មីឃុំកូបស្រុកអូជ្រោខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រិមិត្តយើងអានេះហើយយើងមើលទៅហើយក៏សូមជួយសៀឲ្យអ្នកដែលមានអាគូយន្តអត្រក្តីអាគូយន្តក្តីជាពិសេសអ្នកដែលអូសលមករទេសណាបាទដឹកមិនដឹកបលែអីនេះពេលរៀបភ្លឺទៀបភ្លឺណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះបាទគឺដាក់លឿនមែនទេដឹកសំពីងសំពងឲ្យបងប្អូនឲ្យមានភ្លើងចាំងពីមុខចាំងពីក្រោយទេបាទតោលងឹតឆឹងតែម្ដងហើយដោយករណីអាគូយន្តនេះបាទតាម្ចាស់ឡានគាត់ថាអត់មានភ្លើងមានអីទេប៉ុន្តែករណីដូចជាបងប្អូនមកឃើញហេក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនទេបាទបាទកាត់គឺអ្នកនៅភ្នំបាក់យើងណាប្រិមិត្តយាថ្មីណាទេខ្ញុំមកឆ្ងល់អ្នកណាគេដែលមកច្បាច់នេះខ្ញុំមិនលឹងផែនផែនសណាបាត់អរេបាទកាត់សង្វឹងហើយនេះបាទកាត់សង្វឹងហើយកាត់មកច្បាច់អាសាច់ដុំខ្ញុំលឹងចុកបាទបាទប្រិមិត្តយើងនេះដូចជាប្រិមិត្តបានឃើញនេះគឺជាកោយន្តដែរនោះបាទនេះចាប់ពីនេះពួកខ្ញុំដើរបានអត់ទៅពេលទេអូចឹងបាទដើរបានហើយបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងដែលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram ហ៎បងប្អូនណាបាទលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram ហើយខ្ញុំនឹងកំពុងតែមកពលុតភ្លើងចឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅតាមផ្ទះតាមសំបែងបងប្អូនយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអារឿងភ្លើងរឿងអីផងណាខែនេះគេថាក្តៅណាស់បងប្អូនហើយគឺក្តៅមែនទែនចឹងបងប្អូនយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការភ្លើងប្រើប្រាស់អគិសនីផ្សេងផ្សេងជាក្រានគេះក្តីបាទភ្លើងក្តីណាបងប្អូនណាបាទពលត់ទៅមុននឹងគេងទៅគឺយើងដាក់បាទទៅតាមគេថាលំដាប់លំដោយណាបាទមើលភ្លើងជាការគេះជាក្រានថ្មអីគឺយើងមើលផងបាទបាទតើខ្ញុំខអ្វីបានជាស្រីសុំលេងបាទបាទសុខស្ដីបងស្អាតបាទសុខសប្បាយយទេទៀនបាទបាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេណាបងណាបាទអរគុណបាទแฟนដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់អាបងស្អាតបាទគឺសូមជូនពរបងប្អូនយើងបាទទទួលបានគេថាសុខភាពនិងសុខភាពរកការធ្វើដំណើរបាទហើយយើងឃើញថាផ្លូវមួយខ្សែនេះបាទកំពុងតែមានការជួសជុលចេញពីក្រុងសេរីជប៉ុនក៏ដូចជាទៅដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងឃើញថាខាងគេពង្រីកអ្នកធ្វើផ្លូវគេពង្រីកផ្លូវធំមែនទែនអញ្ចឹងយើងបើកបរសុំមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ជាពិសេសមួយទៀតបាទគឺសម្រាប់អ្នកដែលត្រវឹងបាទគឺសុំបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអឺយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយជួបបងប្អូនតិចថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលត្រូវបានកោយន្តរថយន្តបុកពីក្រោយម្លាដាច់កង់ម្ខាងហើយរងរបួសប្រព័ន្ធគាត់ហ្នឹងហើយដោយជាប្រិមិត្តបាទលោកបានឃើញហើយនេះគឺកោយន្តដែលបើតាមការអាងរបស់គាត់គឺគាត់បានដាក់ថង់ហើយដាក់មួកទៀតបាទដើម្បីចាំងបាទនេះជាការដាស់តឿនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលប្រើប្រាស់កោយន្តណាបាទសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅបាទតាប៉ះពៀទៅអត់មានរឿងអីទេបាទបាយហើយនៅបងមកស្រីទុំមកឃើញខ្ញុំហូបបាយដូចហើយបាទមើលចុះអានោះអាគូយន្តកង់3អាម៉ូតូកង់3បាទជាពិសេសពួកនេះបងប្អូនទុកទុកអាកង់3ឥណ្ឌាណាបាទកង់3ឥណ្ឌាគូមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបើកលឿនណាបាទកង់3ឥណ្ឌាខ្លះគឺបើកមកលឿនសាហាវមែនទែនតម្រងកង់3ឥណ្ឌាបាទបើកលឿនណាបាទមិនដឹងជាគាត់បើកមិនទេបាទឃើញតាមរូបភាពដែលគាត់បានបាញ់នៅក្នុង Telegram នោះគឺស្មានតែដល់ណាដល់ណីទៅបាទបាទក៏តែសូមសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចដែរគឺលឿនដែរបាទគឺមិនដល់ឈប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះបងសានអនុញ្ញាតសូមគ្រប់លាប្រិមិត្តយើងហើយក៏សូមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយរីករាយសុខស្ដីបាទសូមគេងលងលក់ឲ្យបានបាទសុខសប្បាយប្រឹកឡើងយើងក្រោកធ្វើការងារបន្តទៅទៀតដើម្បីជីវិតថ្មីថ្ងៃថ្មីបន្តទៅទៀតហើយគណៈពេលនេះបងសាស្ត្រអញ្ញាបាទសូមគ្រប់លីហើយក៏សូមអរគុណហើយកុំភ្លេចអ្នកដែលចង់បានទងត្រីកោណណា